Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lộ kế hoạch ăn nhậu ở Berlin, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bỏ không gặp kiều bào. Phía sau lưng tôi đây chính là Tòa Đại sứ quán của Việt Nam tại thủ đô Berlin, nơi mà theo dự định vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức là hôm nay, sẽ có cuộc gặp của ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng với kiều bào và những người thân cận, cũng như những chủ chợ của người Việt Nam tại Berlin. Đây là những con người và hội đoàn rất đặc biệt. Họ thường im lặng trước các tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, nhưng lại hết sức hỗ trợ sứ quán trong những hoạt động cánh tay nối dài của nhà cầm quyền Hà Nội tại Đức và châu Âu. Và thông tin này chúng tôi đã đưa ra cách đây 4 hôm với việc ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tới đây. Nhưng nay thì tới phút chót, Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đã phải báo hủy toàn bộ lời mời tới những người này, vì ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ bỏ không đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin này để gặp kiều bào và những người này nữa. Có thông tin thì cho rằng chuyến sang Đức của ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bị hủy vì căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức chưa chấm dứt sau vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ở Berlin và đưa vào Tòa Đại sứ quán này 2 ngày sau đó đưa sang Séc và Slovakia để bắt cóc về Việt Nam. Và có lẽ đây là một lý do khiến cho các chính trị gia cấp cao của nhà nước Đức không muốn làm việc với ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong lúc này, khi mà căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức chưa được giải quyết. Cho nên có thể họ cũng không muốn gặp ông Nguyễn Chí Dũng vào thời điểm hiện nay, nhất là nhân 5 năm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh chuẩn bị diễn ra ở Berlin, rất nhiều những hội thảo về vụ việc nghiêm trọng này. Nhưng cũng có thông tin nói rằng hiện nay kế hoạch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra rất nóng ở trong nước, đặc biệt là với các quan chức tham nhũng lãng phí, mà việc nhậu nhẹt bê tha là một trong những điều mà đảng viên không được làm, nên ông Nguyễn Chí Dũng phải bỏ luôn cuộc gặp cùng trận nhậu đầy rượu và xì gà ngoại ở đây, điều mà ông vẫn thường làm mỗi khi sang Đức. Sự nổi tiếng ăn chơi của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam khi được thả sang thế giới tự do đã được thế giới biết đến, không phải chỉ là câu chuyện đớp thịt bò rát vàng của ông Đại tướng Tô Lâm tại Anh trị giá nhiều ngàn bảng Anh, mà còn các bộ ngành khác cũng diễn ra rất tệ hại. Câu chuyện vẫn đang nóng hổi trong cộng đồng của người Việt Nam tại Đức, đó là vụ ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam trong chuyến thăm Đức vừa qua, thay vì đi làm việc, ông ta đã lập kỷ lục 2 ngày đi 3 quán của người Việt ở đây. Và sau đây mời các bạn xem tường thuật về sự việc gây bức xúc này. Khu chợ Đồng Xuân, Berlin chiều thứ Bảy vốn đã đông đúc người qua lại, nhưng nay trở nên khác thường khi rất nhiều xe cảnh sát Berlin đột nhiên hú còi và tăng mật độ tuần tra hơn mọi ngày. Những nhân viên bảo vệ của khu chợ đã huy động chắn các lối ra vào nhà hàng và chuẩn bị một cuộc tiếp đón đặc biệt, làm cho nhiều thực khách muốn thưởng thức ẩm thực tại đây đành phải quay đi. Trời đang u ám về chiều thì cũng là lúc đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam lao vào khu chợ trước sự ngạc nhiên của nhiều người đang buôn bán hàng hóa ở đây. Bước xuống xe là ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng với khuôn mặt béo tròn, những cái bắt tay được trao nhau, và ông cũng ẩn mình nhanh chóng trong nhà hàng đặc sản Việt Nam ở Berlin. Đây là một buổi tổ chức giao lưu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng với một số doanh nghiệp Việt Nam và cá nhân người Việt ở Đức. Một phóng viên báo điện tử của cộng đồng người Việt ở Berlin than thở rằng: "Chúng tôi không được phép vào chụp ảnh và đăng tin phục vụ bà con như mọi khi. Điều này thật bất thường khi một bộ trưởng của Việt Nam cùng vị đại sứ ở đây đến thăm cộng đồng và doanh nghiệp người Việt. Đáng lẽ phải là một tin vui và cần lan tỏa cho mọi người, nhưng giờ họ lại cấm vào." Không kém phần bức xúc, một chủ doanh nghiệp cùng dự buổi gặp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thổ lộ: "Tôi là khách mời từ tỉnh xa đến đây, nhưng vừa đưa máy điện thoại lên định chụp hình Bộ trưởng bức kỷ niệm thì có người ngăn cản ngay. Hôm nay không được chụp hình và quay phim. Thật đáng tiếc và chưa từng thấy điều lạ này. Lại thêm nữa, đang ăn thì họ mang thuốc xì gà ra hút trong quán, khói cả lên. Mà tôi và những người bạn đi cùng thì không hút thuốc bao giờ, nên rất khó chịu và thật tai hại cho sức khỏe. Đặc biệt là những người phụ nữ ở đây." Và cứ như thế, tiếng chúc tụng, ly bát va vào nhau trong một không gian kín tới đêm. Lý do tại sao tuyệt đối cấm quay phim chụp hình trong buổi giao lưu của ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phải chăng ông bộ trưởng này không muốn những hình ảnh nhậu nhẹt như vậy lọt về trong nước? Dường như có sự gợi ý, sau 21 giờ, đột nhiên Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đứng lên ra khỏi nhà hàng này. Nhiều người trong đoàn công tác và đại sứ Việt Nam tại Đức vội bước lên đoàn xe, chạy tiếp vài trăm mét đến một nhà hàng khác. Tại đây là một nhà hàng người Việt mới được cải tạo từ nhà ăn cũ, cách khu chợ Đồng Xuân một bến tàu điện. Hàng trăm người Việt, trong đó có đa số là phụ nữ, đã đợi sẵn để ông lên sân khấu, phát biểu, và cuộc vui của những người Việt Nam xa xứ lại tiếp tục cùng với Bộ trưởng mới đến từ Việt Nam. Khi thấy vị Bộ trưởng vừa sang đến Berlin mà đã phải chạy xô, chạy qua chạy lại giữa các nhà hàng như con thoi, bà Hà, một chủ doanh nghiệp ở Berlin, đã dí dỏm nhận xét rằng ông đi ăn còn tốt, còn khỏe lắm, có khi được đưa đi dịch vụ. Trên thực tế, các cán bộ, quan chức từ Việt Nam sang Berlin vẫn thường được các doanh nghiệp người Việt ở đây chiêu đãi ăn uống tại các khu ở chợ, đưa đi tham quan thắng cảnh Berlin và cuối cùng được đi thưởng thức những dịch vụ lạ mát mẻ vào buổi đêm. Tới sáng sớm hôm sau, sau khi gặp gỡ và trao huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho một số người Đức cao tuổi đã về hưu với quan hệ sẵn có từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức cũ tại khách sạn hạng sang Intercontinental Berlin. Dường như chỉ đợi khi chiều Berlin vừa buông xuống thì cũng là lúc đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam lại tiếp tục chở ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tới một nhà hàng khác cũng ở đường Hesperstrasse, và cũng như mọi ngày, tại đây lại len ken tiếng cốc, tiếng chén, tiếng bát đĩa cùng tiếng hô to vô 100%. Có lẽ đây là một kỷ lục mới, chưa có vị Bộ trưởng nào trước đây đạt được. Chỉ trong vòng có 2 ngày mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cật lực làm việc tại 3 nhà hàng của người Việt ở đây. Nó cũng chẳng kém gì vụ ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ăn thịt bò rát vàng ở London trước đó. Trong lúc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn kêu gọi hô hào học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì các đảng viên cấp cao của ông dưới quyền vẫn làm ngược lại, ăn chơi vô độ, tiêu xài phung phí tiền thế của người dân. Đó là chính là số tiền mà hàng trăm triệu người dân Việt Nam đã phải bỏ ra để cho các ông tiêu xài từ Bắc đến Nam, từ trong nước ra đến nước ngoài. Không những thế, nó đem đến tai tiếng rất nhiều cho chính phủ cũng như cho Đảng Cộng sản ở Hà Nội. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, một loạt quan chức đã bị tuyên bố kỷ luật, cảnh cáo. Nhưng trường hợp lớp thịt bò rát vàng của ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng như ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng không hề được nhắc đến. Phải chăng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, hoặc những lời kêu gọi đảng viên phải gương mẫu của ông Tổng Bí thư chỉ như đá ném ao bèo, không có tác dụng với đám đảng viên thoái hóa, biến chất mà chính ông là người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước toàn dân? Và việc ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lần này không đến Đại sứ quán Việt Nam ở Đức ở đây để gặp kiều bào như đã mời họ trước đó cũng khiến cho một số người chưng hửng, thất vọng, vì đáng lẽ họ sẽ có những kiều ảnh với vị bộ trưởng bệ vệ này để khoe ra và hãnh diện với người khác. Nhưng cũng có người thì cho rằng ông sang Đức để rồi lại chạy xe biển ngoại giao của Việt Nam đi ăn chơi, nhậu nhẹt, thì phần lớn kiều bào Việt Nam tại Đức có lẽ cảm thấy bình yên hơn nếu ông không tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin lộ kế hoạch ăn nhậu ở Berlin, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bỏ không gặp kiều bào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.